số hóa nó cũng vậy, số hóa là một cái giống như là một cái phần trong cuộc sống và nó cũng ứng dụng ở trong nha khoa. Và cái lý do chính nhất đó, trong số hóa đó chính là cái chất lượng cái điều trị nó sẽ cao hơn, chất lượng điều trị sẽ tốt hơn, không lệ thuộc con người. Ý nghĩa đó chính là cái trải nghiệm của bệnh nhân. Chúng ta nhìn thấy một cái đoạn clip mà cái ca lấy dấu bình thường, lấy dấu một cái vật liệu và chúng ta chuyển thông tin nó vào cái lab. Thì đây là những cô chú những chị mà có những cái thói quen nôn đó thì chúng ta sẽ đợi, phải đợi nó cứng mới lấy ra được. Thì đây là cái khác biệt giữa quy trình lấy dấu cổ điển và lấy dấu số. Và từ cái lấy dấu cổ điển thì ngày nay thì chúng ta biết là TC và lấy dấu toàn bộ. Thì cái ý nghĩa rất là lớn của cái máy này. Rất là cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Hệ thống này sẽ sử dụng để là lấy dấu vị trí implant. Thay vì các cái chuỗi lấy dấu truyền thống thì bác sĩ sẽ gắn các cái chuỗi lấy dấu riêng chuyên biệt của hệ thống này vào trong miệng, gọi là các cái chamber. Vài giây đến vài phút là đã xong quá trình lấy dấu rồi. Và do đó là đối với những cái thì có thể là sẽ cần thêm một lần thiện nữa, mang lại trải nghiệm rất là tốt cho cả bác sĩ và bệnh nhân. Dạ, quá trình này tôi đến đây là hết. Em xin cảm ơn cuộc gọi đến với chúng mình. Chuyển giao cho bên lắp và cơ sở sản xuất răng, thì từ đó thì người lắp sẽ thiết kế được cái bộ phận xương răng. Cho em hỏi về cái mặt giá cả so với cái này, với cái truyền thống thì nó khác biệt nhiều không? Và nó tiết kiệm được cái thời gian cho bệnh nhân bao lâu? Thì so với cái mẫu truyền thống thì bệnh nhân nó khá mất thời gian. Để cô giúp bệnh nhân vẫn làm trung tâm thì mình sẽ cố gắng đầu tư những cái tốt nhất. Thì làm cái này mà giá của nó không có đổi, tức là không có chức năng gì hết. Chỉ có chỉ như là phải làm mà hy vọng có nhiều cô chú làm hơn là bù lại. Chú có cảm thấy hân hoan với cái điều trị sắp tới không ạ? Dạ, cho chú một tràng vỗ tay ạ. Thành Quang cái giới thiệu một cái công nghệ mới mà áp dụng cái máy quan trắc vật thể trong cái dấu này á thì rất là hân hoan luôn, rất là luôn nóng luôn. Thì mình cũng là một bệnh nhân mới vừa lấy mẫu tạm thôi, vừa chuẩn bị là sắp sửa là làm cái hành chính nè, thì đang mong rất là mong chờ thời gian đó để được ứng dụng công nghệ mới vào làm việc cho mình.